Tể tướng thời Bắc Tống Văn Sảng Bác nhiếp tâm tịnh nghiệp niệm Di Đà. Văn Sảng Bác là nhà chính trị, nhà thơ nổi tiếng thời Bắc Tống. Ông phụ tá qua 4 đời hoàng đế, 50 năm làm tể tướng, được tiếng là trung quân yêu dân, chấp hành pháp luật, trong ngoài nước đều biết. Mọi người tôn xưng ông là vị tể tướng tài đức. Văn Sảng Bác tướng mạo uy nghiêm, khí chất phong độ hơn người thường. Mỗi lần ông xuất hiện ở triều đường, còn chưa ai nói chuyện thì mọi người đã bị thuyết phục. Văn Sảng Bác cũng rất có hứng thú đối với Phật giáo. Khi ấy, triều đình mời tăng nhân Ấn Độ đến phiên dịch kinh Phật. Văn Sảng Bác phụ trách việc văn từ, ngữ nghĩa, dịch sao cho dễ hiểu, suôn sẻ. Do đó, ông quen biết rất nhiều tăng nhân, nhưng ông chỉ xem Phật Pháp là một loại học vấn, hoàn toàn không có lòng tin. Đại nhân, lão hòa thượng Đổng Quan Nghiêm đến rồi, mau mời lão hòa thượng giảng pháp. Văn đại nhân, tôi hôm nay có ý đến là để từ biệt ngài. Tôi phải đi rồi. Hòa thượng muốn đi đâu? Tôi sắp viên tịch. Ha ha ha, lão hòa thượng đang nói đùa, người xuất gia không nói lời giọng ngữ. Nam mô A Di Đà Phật. Lão nạp có nói vọng ngữ hay không, đại nhân sớm sẽ biết thôi. Đại nhân, tôi đi xem xét lão hòa thượng thực sự đã viên tịch rồi. Cái gì? Sao lại như thế? Là thật, người trong chùa nói 3 ngày sau cử hành nghi lễ quả thiêu, thì ra lão hòa thượng không gạt ta. Nhưng ông ta làm sao biết được khi nào thì mình chết? Thật là không thể nghĩ bàn. Lúc thiêu hòa thượng, đích thân Văn Sảng Bác đi tiễn biệt. Thiêu xong có rất nhiều xá lợi. Ông đã tin Phật Pháp là chân thật không hư dối. Ông dùng bình lưu ly đựng xá lợi của hòa thượng mang về nhà phụng cúng. Từ đó quy y Phật giáo, trở thành một đệ tử Phật Kiền Thành. Trong các pháp môn tu hành, ông chọn pháp môn tịnh độ. Chuyên niệm A-di-đà Phật mỗi ngày từ sáng đến tối, bất kể đi đứng nằm ngồi. Ông chăm chỉ chí thành niệm Phật không hề lười biếng, giải đãi. Ngoài việc niệm Phật, ông cùng hòa thượng Tịnh Nghiêm tổ chức pháp hội tịnh độ ở Bắc Kinh. Bởi vì ông là tể tướng, uy tín danh vọng rất cao, sức ảnh hưởng rất lớn, cho nên cả 100.000 người tham gia pháp hội niệm Phật. Người niệm Phật càng ngày càng đông. Đại nhân, tôi có thể hỏi ngài một vấn đề không? Mời cụ cứ nói. Ngài là tể tướng, vừa thông minh vừa có học. Đương nhiên là có thể niệm Phật. Nhưng lão bá tánh chúng tôi, một chữ bẻ đôi cũng không biết, có thể niệm Phật được không? Đương nhiên là có thể niệm. Pháp môn tịnh độ ai ai cũng có thể tu. A-di-đà Phật ai ai cũng có thể niệm. Bất kể là làm quan hay là dân thường, chỉ cần cụ đồng ý niệm Phật, niệm đến lúc lâm chung, mỗi người đều có thể đi thế giới cực lạc. Và tôi cũng có thể đi thế giới cực lạc. Cảm tạ đại nhân, chúng tôi đều có thể đi thế giới cực lạc khi Văn Sảng Bác 90 tuổi. Ông viết một bức thơ. Trong thơ nói: tạo phước nhân quần lợi giảng vật, nhiếp tâm tịnh nghiệp niệm Di Đà. Tuổi cao 90 quy lai khứ, liên hoa đoá đoá mật đa la. Lúc đó ông đã biết mình sắp giảng sanh. Theo sự ghi lại, ông sống đến 92 tuổi.
Lúc lâm chung, ông an nhiên niệm Phật, không bệnh tật mà qua đời giảng sanh tịnh thổ. Thế sự vô thường, phú quý phù vân. Ở thế gian làm tể tướng hay đi cực lạc làm Bồ Tát thánh chúng? Văn Sản Bác đã có đáp án tốt đẹp nhất. Amida